Ok cho anh em à, hôm nay để gửi cho anh em ít con mồi lô nha anh em. Ít mồi lô với ít lử dít hết. Đây bên đây mình có để mấy lử dít hết nè. Đó, đây là bằng mấy mồi lô. Trên đây có Shimano nè, Daiwa, Daiko. Đó, rồi để mình lên cụ thể từng con mồi cho anh em xem. Shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không lấy shop lên á thì anh em cứ gửi về cho shop nha. Rồi cảm ơn anh em. Ok thì gửi cho anh em mã số 1. Thì mã số 1 thì gửi cho anh em là một con mồi của hãng Sawood nha anh em. Đó. Thì con Sawood này là một con hàng của Nhật về. Đây, con mắt họ làm rất là đẹp. Đó. Vậy. Thì con này ngoại hình cỏ xây xác nha anh em, ngoại hình cỏ xây xác. Tổng thể phản quang thì cũng còn tương đối ok đây. Đó, tương đối nha. Thì con Sawood này thì nó sẽ dài được là 90mm nha anh em, dài được 90mm, nặng là 10.5g. Và con này nó dạng nó đi lửng nha anh em, dạng nó lửng. Và con này nó lặn mát được là 1.8m nha anh em, lặn mát được 1.8m. Thì đánh mấy cây cho anh em đánh mấy cái tầm mấy cao nào sâu sâu nha. Hoặc anh em có thể đánh gờ, đánh kè. Rồi con mồi mã số 1 giá là 70 nha anh em, 70k cộng ship mã số 1. Tiếp theo mã số 2 thì mã số 2 thì gửi cho anh em là hai con mồi này. Đó. Thì hai con này là hai con hàng của hãng Evergreen. Đây, tên nó đây nè, Evergreen. Hai con mồi này còn rất là mới nha nè. Đây, hai con còn rất là mới luôn. Đó. Có bi chợ ném nè. Đó, có tiếng có bi chợ ném nha. Mồi thì hàng hai con này thì mới đen keng, phản quang tốt, ngoại hình đẹp. Đó. Thì hai con này nó sẽ hai con này dài sẽ là được là 90mm nha anh em, dài 90mm, nặng nó sẽ là nặng là mình xem hai con này nó nặng là 13g nha anh em, dài 90mm, nặng 13g. Và con này nó dạng đi lửng nha anh em, con này đi lửng. Và con này nó lặn mát của nó được là từ 2 đến 3 mét nha anh em. À, lặn mát được là từ 2 đến 3 mét. Đây. Đó là mới nha anh em. 13g có bị chợ ném. Lặn mát. Lặn mát là được từ 2 đến 3 mét. Đó, đánh gần đánh kè rất là ngon nha. Anh em chỗ nào anh em có cái đầm nào nước sâu sâu thì anh em con này có thể đánh là ngon lành. Rồi giá công khai một con này, một con giá là 90k nha anh em, 90k một con. Tiếp theo mã số 3, mã số 3 thì gửi cho anh em là cái lưỡi dít thép nha anh em. Đây lưỡi dít thép, hộp này thì nó được là bốn lưỡi nha anh em, bốn lưỡi. Đó. Đây. Thì lưỡi dít thép này thì nó nặng sẽ là 5g nha anh em, nặng là 5g. Đó. Chiều ngang của cái lưỡi này á, là được là 14mm và chiều cao của nó là được là 40 nha anh em. Đó, chiều cao 40 và chiều ngang là 14. Rồi, giá công khai một hộp 4 cái này, giá là 45k nha anh em. 45k một hộp mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì gửi cho anh em lưỡi dít thép của hãng Kuwait nè anh em. Đó. Đây, lưỡi đây, lưỡi này là lưỡi mới 100% nha. Đó, tổng cộng sẽ là 5 lưỡi và một bịch này là 10. Một bịch này có tổng cộng là 5 lưỡi nha anh em. Đó. Thì một cục này nó sẽ nặng là 12g, một lưỡi này nó sẽ nặng là 1.2g nha anh em, 1.2g. Cái này thì cho anh em nào câu dạng câu dịch vụ nè, cá lóc dịch vụ nè, quàng đế nè, cũng rất là ngon nha. Thì chiều ngang của lưỡi này nó sẽ được là 8mm nha anh em, chiều ngang là 8mm, chiều cao nó sẽ là 34 nha. Chiều cao nó sẽ là 24. Chiều cao nó sẽ là 24, chiều ngang sẽ là 8 nha nè. Đó. Mình đo để xem. Chiều cao của cái này nó là 24 nha nè. Chiều cao 24 và chiều ngang nó sẽ là 8. Đây. Rồi, một bịch này giá công khai vẫn vậy anh em, 45k mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 vẫn là lượng dít hết nha nè, lượng nhỏ nè. Đó. Lượng của hàng Eco. Đây, lượng nhỏ nè anh em. Đó. Thì lưỡi này nó
một bịch này sẽ có 4 lửng nha em, một bịch này sẽ 4 lửng mà một lửng nó sẽ nặng là 1.8 gram, một lửng nặng là 4.8 gram. Cho anh em đánh màu nhỏ nhé. Chiều ngang của lửng này nó sẽ là được là 5.5 mm, chiều cao nó sẽ được là 3.3, chiều cao sẽ được là 33 nha em. Chiều ngang là 5.5, chiều cao sẽ là 33 mm. Rồi, giá công khai một bịch này, bịch mã số 5, giá sẽ là 45k nha em, 45k mã số 5. Tiếp theo bịch số 6. Số 6 sẽ là lửng XH. Đây, XH. Thì lửng số 6 là có 4 cái nha em, 4 cái. Đây. Và lửng này dạng lửng mới nha. Đây, mới ngót luôn. Đó. Thì cái này 4 cái và chiều ngang của nó được là 14 nha em. Từ đây qua đây sẽ được 14 và chiều cao của cái này nó được là 40 nha em. Chiều ngang 14 và chiều cao 40. Rồi, giá một bịch này vẫn vậy nha em, giá là 45k mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì gửi cho anh em lượng của hàng đây mình hết chi nè. Đó. Đây. Thì một bịch này sẽ có 1 2 3 4 5. 5 cái nha em, một bịch này sẽ có 5 cái và một lượng này nó nặng là 3 gram nha em. Hàng Mercedes-Benz nhé. Lửng nữa đây. Thì lửng này thì nó chiều ngang của nó sẽ là 14 nha anh em. Chiều ngang là 14 và chiều cao của nó sẽ là 4. Lửng số 7 này, lửng số 7 này chiều ngang của nó sẽ là 8 nha anh em, 8 mm và chiều cao của nó sẽ được là 24 nhé. Chiều ngang này là được 8 và chiều cao sẽ được 24. Rồi, giá công khai mã số 7, giá cũng là 45k nha em, 45k mã số 7. Tiếp theo mã số 6, số 8. Số 8 thì vẫn là lượng hết Ocean Cooler gì nữa nè. Một bịch này nó sẽ có 1 2 3 4 nha, 4 lửng nha anh em. Một bịch này sẽ có 4 lửng và một lửng này nó sẽ nặng là 35 g. Đây. Một lửng nó thế này, đó. Thì hàng lửng này nó sẽ nặng là 3.5 gram và chiều ngang của lửng này sẽ là 6 mm và chiều cao nó sẽ là 28 nha anh em. Đó, chiều ngang là 6 và chiều cao là 28. Đó. Rồi, giá công khai mã số 8, giá vẫn là 45k nhé, 45k mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 gửi cho anh em là vẫn là lửng dứt hết nhé. Một hộp này nó sẽ có là 4 cái nha em, một hộp này 4 cái. Và lửng này lửng mới nha em. Dạ, lửng mới. Rất là biển nha. Thì lửng này nó sẽ nặng là 10.5 gram nha em, nặng là 10.5 gram. Và chiều ngang của nó sẽ được là 12 và chiều cao của nó sẽ được là 18. Chiều cao là được là 38 nha em. Chiều ngang 12 và chiều cao 38. Lửng này vẫn là lửng của Nhật. Rồi, giá công khai mã số 9, giá vẫn là 45k nha nè, 45k mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 sẽ là lửng của hãng để mình xem. Anh em Gukatsuki Seppen gì nè. Đó. Thì cái này mình có xây lửng, đều là xây lửng 8 hết, mà chị thì có hai bịch này là 0.8 này nè, lửng là một cục nặng là 0.8 nè, nặng 1 gram nè, ở đây sẽ là 1.3 gram. Đó, đây ba bịch nặng 1.3 gram nha nè. Đó, để mình đo xem cái này nó chiều ngang của nó sẽ là bao nhiêu. Chiều ngang nó tầm khoảng 7.5 nha nè, 7.5. Chiều cao của nó sẽ là được là 20 nha em, chiều cao 20, chiều ngang sẽ nó sẽ được 7.5. Đó. 7, khoảng 7.5. Thì một túi này sẽ có 5 lửng nha em, một túi này sẽ có 5 lửng. Đó. Rồi, một túi này mình bán với giá sẽ là 45k luôn nha em. Một túi này bán với giá sẽ là 45k. Đó. Thì có 3 túi nặng 1.3 gram nè, 1 túi nặng 1 gram và 2 túi nặng 0.8 gram nhé, cùng xe lửng luôn nha. Rồi, giá công khai 45k một túi, mã số 10. Tiếp theo mã 11.
mẫu mua một gửi cho anh em vẫn là lửng của lửng dít thép, lửng này lửng Daiso nha em, lửng Daiso. Đó. Thì một túi này nó sẽ có là bốn lửng nha em, một túi này có bốn lửng và lửng này nó nặng của nó sẽ là được 1.5g nhé, nặng 1.5g. Chiều ngang của lửng này từ tầm khoảng 8 nha em, 8 mm. Chiều cao thì nó được là 25 nha em, chiều cao tầm khoảng 25. Đó. Rồi, giá công khai mã số 11, giá là 45k nha anh em. Chiều ngang là 8 và chiều cao sẽ là 25. Tiếp theo mã 12. Mã 12 thì lửng này rất là đẹp luôn. Này, tên của nó đây. Đó. Lửng này, này tên thông số rõ ràng. Lửng này thì nó nặng là 1.7g và lửng này mình không đo được nha anh em. Đây, còn rất là đẹp. Để trong hộp còn nguyên hộp luôn nên mình để vậy, mình không có đo chiều ngang và chiều cao cho anh em được. Được cái là họ làm lửng này thì làm rất là đẹp xuất sắc rồi. Đó. Cái này có hai cái thôi nha anh em. Rồi, mã số 12, giá công khai là 40k nha anh em, 40k mã 12. Tiếp theo mã 13. Mã 13 gửi cho anh em là lửng Hibusa. À, Hibusa. Thì lửng này nó được là 5 cái nha anh em, 1 2 3 4 5, 5 cái. Và nặng con này nặng nó sẽ lực là 1.25g. Đó, nặng là 1.25g. Đây, phơm lửng lên đây. Đó. Thì lửng này thì nó chiều ngang của nó sẽ được là 6 mm và chiều cao của nó được là 28 nhá. Chiều ngang là 8. Chiều ngang của nó là 6 và chiều cao là 28. Đó. Rồi, giá công khai một túi này, mã số 13, giá là 45k luôn nha anh em, 45k mã 13. Tiếp theo mã 14. Mã 14 mà mình ghi lộn. Mã 14. Sửa lại. À. Mã 14 gửi cho anh em là lửng của hãng Kuwait nha anh em. Đó, Kuwait. Thì cái này nó sẽ được là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 cục nha anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cục nha anh em, 9 cục. Đó. Thì một cục này nó sẽ nặng là 3.5g. Đó. 3.5g nha anh em. Kuwait. Thì chiều ngang của lửng này nó sẽ là 8 mm và chiều cao của nó sẽ là 16 nha anh em. Chiều ngang là 8 và chiều cao nó là được 16 nhé. Lửng bén ngót luôn nha anh em. Chiều ngang là 8 và chiều cao 16. Ngon lành. Rồi, giá công khai mã số 14, giá sẽ là 80 nha anh em, 80k. Cái này được có nhiều lửng nhé. 80k mã 14. Tiếp theo mã 15. Mã 15 tiếp theo vẫn là lửng của hãng Kuwait cho anh em. Kuwait. Lửng này thì nặng chỉ có 0.2g thôi nha anh em, nặng 0.2g. Đây. Ngon lành nhá. 0.2g. Đó. Thì có tổng cộng là 1 2 3 4 5 cái như này, 5 cự. Đó. Thì mã số 15 thì chiều ngang của lửng này sẽ là được là 8 mm và chiều cao của nó được là 16 nhé. Chiều ngang là 8 và chiều cao là 16. Lửng mới trong phần trăm. Rồi, giá công khai mã 15, giá sẽ là 45k nha anh em, 45k mã 15. Tiếp theo mã 16. Mã 16 gửi cho anh em là lửng của hãng Daiso nha anh em, Daiso. Mã 16. Lửng này thì chiều ngang của nó sẽ được là tầm khoảng 10 nha anh em, chiều ngang tầm khoảng 10 và chiều cao của nó sẽ được là chiều cao của nó tầm khoảng 30. Đó. 30 31 và chiều ngang là 10. Đó, nó có tổng cộng là 3 lửng nha, 3 lửng. Rồi, giá công khai một túi này. Cái này thì nó nặng là được 3g nha anh em, nặng 3g. Rồi, giá công khai một túi này, mã 16, giá 40k nhanh, 40k, mã 16. Tiếp theo mã 17, mã 17 là lửng của hãng Kuwait nè, đó, lửng này dạng săn hàng này, lửng này bự lắm anh em, đây, đó đây, bự qua dài. Thì một, cái này nó có 3 lửng nha anh em, 3 lửng, và một lửng nó sẽ nặng là 7g nha, một lửng nặng 7g. Đó. Tiếp theo, thì bề ngang của lửng này á, là được là 14 và chiều cao của nó sẽ được là
54 nha anh em. À, bề ngang được 14 và chiều cao sẽ được là 54. Dứt thép hàng xếp bên nhé. Rồi giá công khai mã số 17, giá sẽ là 45k luôn nha anh em, 45k mã 17. Rồi tiếp theo lên đây, lên mấy cái mồi luôn nha anh em. Ok, tiếp theo là mã 18. Thì mã 18 gửi cho anh em là một con mồi lua. Đây, một minnow nha anh em. Tên nó đây anh em, con này một con hãng của Evergreen nha anh em. Lua minnow. Thì con này nó dài sẽ được là 90mm, nặng là 13.5g nha anh em. Dài 90mm, nặng 13.5g. Và con này thuộc dạng nó đi lửng nha anh em. Đi lửng là thì con này nó lặn mát được là 2m5 nha anh em, lặn mát được là 2m5. Đó, lửng còn bảo vệ lửng nè, còn bị ngót luôn. Đó. Cái này thì anh em về câu nằm nào mà sâu sâu á đánh được rất ok nhé, không phải anh em có thể câu gần câu kè. Ngoại hình thì dạng xuất sắc này, đẹp nha anh em. Rồi giá công khai mã 18, giá sẽ là 90k nha anh em. 90k mã 18. Tiếp theo mã 19. Mã 19 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Đeo nha anh em. Đeo. Đó. Cái này thì có bị xuất sắc rồi. Đó. Nhưng mà mấy con này action rất là chỉnh nha. Lưng gù gù nè. Đó. Có bi chở ném nha nè. Tên đây nè. Đó. Thì con Đeo này thì nó dài được là 90mm, nặng là 7.6g. Đó. Nặng là 7.6g, dài 90mm. Và con này nó dạng nó đi đây là trên dưới mặt nước tí nha anh em. Con này lặn mát được chỉ có là 40cm thôi nha anh em, lặn mát 40cm. Con này lô chẽm, lô nhồng, lô cả nheo, cả ngao. Đó. Rất ok nhá. Đây là thôi, rất là khúc cá. Rồi, giá công khai mã số 19, giá là 70k nha anh em. 70k mã 19. Tiếp theo mã 20. 20 gửi cho anh em là một con mồi chiên gần nha. Mấy con chiên gần gần thì công nhận màu đẹp, xuất sắc. Đây. Con này tên của nó đây anh em. ZXZSM125F. Xem xét này một tí nhưng mà tổng thể ngoại hình còn lại thì đẹp xuất sắc nha anh em. Đây, phản quang anh em nhìn thấy không? Không có gì phải chê cả. Đó, rất là đẹp nhá. Con này chiên gần. Thì con này thì nó dài là được 125mm nha nè, dài 125mm, nặng là 15g. Và con này nó nổi nha, con này nổi. Đó. Phản quang tốt. Rồi giá công khai mã số 20, giá là 100k nha nè, 100k mã số 20. Một con minnow quá chứ đẹp luôn. Đó. Tiếp theo mã 21. 21 thì mình lên cho anh em là được là 3 con Shimano. Đây anh em, 3 Shimano có lắc bót nha anh em. Đó. Một con màu vàng nè, có màu tím và một con màu vàng xanh một tí nè nè, ba con nha. Thì ba con này là ba con mồi mới phần trăm, anh em nhìn này có lắc bót, cái thanh phản quang này nè, nó tự nó lắc thế đó là nó phản quang thường gấp một hút cá nha. Ba con này thì nó cùng thông số nha anh em, màu rất là đẹp, màu phản quang thì ok hết nha. Thì cái này thì nó Shimano này thì nó dài được là 129mm cho nè, dài 129mm, nặng là 26g. Và ba con này đều là ba con dạng hàng sinh kinh nha nè, sinh kinh đi chìm. Đó. Thì mình lấy con này ra cho anh em xem. Đây, con này nó còn cái niêm phong này anh em. Đó. Nói chung thì cái này thì còn rất là đẹp, mọi còn rất là đẹp vì là mồi mới mà, nó xấu xước xác thì cũng không được. Đây. Nói chung thì con này bóc tem ra nha anh em. Đó. Khó quá ta. Rồi. Nó đây nè. Đẹp nhất đất rồi. Thanh phản quang của nó đây, đó. Rất là đẹp nhá. Nói chung thì con này nhìn ở ngoài nó xịn sò hơn rất là nhiều. Đó. Hàng mới phần trăm nhá. Mấy con này về cho anh em câu gần, câu cá nhồng, cá chẽm, cá vượt, nó con mấy cá hồng là hết chỗ chê luôn á.
rất là xịn nhé. Rồi giá công khai một con này giá sẽ là 120k một, giá sẽ là 220k một con nha anh em, 220k một con, mã số 21 nha anh em, 21 được 3 con thôi nha anh em, 220k một con nhé. Tiếp theo mã 22, 22 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Daiwa, đây một con Daiwa Seabass Hunter đó. Thì con này nó sẽ dài được là 120mm, nặng là 17.5g. Con này vẫn là dạng con mồi chuyên về cho anh em câu gần nha anh em, câu gần câu kè. Con này thuộc dạng là nổi nhé, con này nổi và lặn mát của nó được là 30-80cm, lặn mát được là 30-80cm. Đây, màu rất là đẹp nha, màu bạc ánh kim. Đó. Mồi mới 100% nha anh em, mồi mới 100%. Ngon lành nhé. Rồi giá con khai mã số 22, giá là 120k anh em, 120k một con, mã 22. Tiếp theo mã 23 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Daiwa luôn, đây một con Daiwa Seabass đó. Con này thì nó dài được là 95mm, nặng là 13g, và con này nó dạng nó nổi nha anh em, con này nổi. Thì con này nó lặn mát được là 30-80cm, lặn mát được là 30-80cm. Cái này thì mới cho phần trăm nha này, chưa xé tem. Con này là màu xanh, xanh ánh kim, xanh bạc, rất là đẹp. Rồi giá công khai mã số 23, giá là 115k nha này, 115k một con, mã 23. Tiếp theo mã 24, 24 thì gửi cho anh em là hai con mồi của hãng Duo, đây hàng Duo khá nổi tiếng nha. Hai con dạng, hai con này là hai con cá sắt nha anh em, về cho anh em câu nhích biển nè, câu gần, câu kè, câu đầm, rất là ngon nhé. Thì hai con này thì nó nặng là được là 15g, dài là được là 60mm nha anh em, dài 60mm, nặng là 15g. Một con là hay 7 màu nha anh em, 7 màu, một con là xanh ánh kim, rất là đẹp. Mấy con Duo này thì không có chê đâu được, hàng xịn sò nha anh em, hàng xịn sò. Rất là đẹp nhé. Con này anh em về câu gần, câu kè hoặc anh em câu đầm, rượu gấp ok nhé. Đẹp khỏi chê. Rồi giá công khai một con này, giá là 110k nha anh em, 110k một con, được hai con nha anh em, 110k một con, mã số 23, 24. Tiếp theo mã 25, 25 gửi cho anh em là hai con mồi của hãng Daiso, đây Daiso Sinking Berlin luôn nè anh em. Hai con này nó sẽ đi chìm nha anh em, hai con này nó sẽ đi chìm. Thì con này dài sẽ được là 80mm nha anh em, dài 80mm, nặng là 12g. Đó, được hai màu, một màu xanh ánh kim và một màu là 7 màu, màu hồng ánh kim. Đó. Hàng Daiso nha anh em, hàng khá nổi tiếng của Nhật. Đó. Con này về anh em câu chẽm, câu đầm cũng rất êm. Đó. Câu đứng trước cửa mấy miệng cống á, anh em vũ lua là ngon lành. Rồi, giá công khai mã số 25, giá là 75k một con nha anh em, 75k một con, mã số 25. Rồi, đó tổng cộng 25 mã mồi là cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng con nào có thể chốt, đây là shop số điện thoại shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.